Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem chiếc G63 ở sau lưng mình nha. Bây giờ mời các bạn và quý khách hàng cùng mình đi tìm hiểu nha. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem một chiếc G63 xanh ngọc lục bảo, rất là đẹp cho các bạn. Bây giờ mình sẽ quay sơ lược chiếc xe này cho các bạn và quý khách hàng xem nha. Màu xanh ngọc lục bảo các bạn ha. Đây có màu sơn rất là đặc biệt. Ví dụ như mà ánh nắng nó chiếu vô thì các bạn sẽ thấy màu nó ngã thành màu xanh này. Còn khi mà mình đi ban đêm thì nó sẽ thành màu đen. Mua một chiếc này mình đi được hai màu các bạn ha. Đây bên cạnh nó cũng có một chiếc GLS 480 màu xanh ngọc lục bảo nè. Mâm xe sơn đen luôn, có kẹp mã phanh AMG màu đỏ thôi các bạn, nhìn rất là thể thao. Chiếc này thì đã có nhiều video review rồi, bây giờ mình chỉ quay sơ lược cái màu cho các bạn và quý khách hàng xem thôi. Màu xanh rất đẹp. Đó, rất đẹp các bạn ha. Mình sẽ quay từng góc độ để cho các bạn và quý khách hàng nhìn cái màu nó dễ hơn. Cái xe này màu nội thất nó rất là đẹp nha các bạn, cái màu rất lạ. Đây mình đang quay ngược nắng nè, bây giờ đó, ánh sáng chiếu vô các bạn sẽ thấy nè, màu rất là đẹp. Hình xe rất là cứng cáp nè. Trong này thì cái bánh xe cua các bạn, cái xe này ví dụ như mà các bạn muốn thay bánh xe cua á, đây lớp dự phòng nè, thì mình sẽ mở đây ra, dưới này nó sẽ có cái chốt nè. Đó, mình mở cái chốt này ra ha. Rồi mình lấy cái bánh ra thì dụng cụ nó sẽ nằm ở phần trong xe, ở dưới cái phần ghế sau nữa các bạn. Nó tiện mở cửa đặt chân của G63 luôn. Màu nó rất đẹp nha các bạn. Mình rất là thích cái màu này, nhìn nó nói chung là nó không sáng không tối. Này, cái phần mà mấy cái phụ kiện thay bánh xe các bạn nhấc cái này lên. Đó, nó sẽ nằm tất cả ở dưới này. Đây, còn đội nó nữa các bạn. Cái kia là cái mở chụp mâm. Đây, mở chụp mâm của bạn ha. Bên này thì nó sẽ là các cái dụng cụ để mình mở cái lốp. Này tam giác phản quang nè. Để khi mình thấy bánh thì mình giật nó, mình để phía sau xe. Phía sau này thì có hệ thống điều hòa độc lập luôn. Có cửa sổ trời, đầy đủ hết. Kính phía sau nữa tối màu sẵn nha các bạn. Các bạn nhìn đằng trước và đằng sau này, nó tối màu sẵn cho mình. Phiên bản V1 này thì nó có hệ thống cảnh báo điểm mù cho mình này. Ví dụ như khi mình vô trong lề đi, mình bật xi nhan mà có điểm mù nó sẽ báo cho mình, chớp đỏ đây, đồng thời nó báo âm thanh tít tít trên xe. Đây, tiếng mở cửa các bạn ha. Rất đặc trưng. Đây nóng nè. Mà các bạn nóng thịt mặn ví dụ. Đó, cái phím điều chỉnh ghế có làm mát và sưởi ấm đầy đủ ha. Hệ thống âm thanh loa Bluemaster. Video này thì mình chỉ quay sơ lược cái màu ngoại thất và nội thất cho các bạn và quý khách hàng xem cái màu thực tế ha. Đây là bộ ghế da, mình rất thích cái màu này. Đó, bộ ghế da này các bạn, màu rất đẹp, nó có logo AMG ở đây luôn. Với cái này nó ví dụ mình đi mà nóng á, thì mình sẽ bật cái làm mát, nó sẽ thổi những cái hơi mát trong lợn lưng và phần ghế ngồi dưới này. Ghế bên kia cũng vậy luôn ha. Ngoài ra hai ghế này nó có massage nha các bạn. Hiện tại cái xe này mình cất chìa khóa mất tiêu rồi, cho mình sẽ đề lên để cho các bạn cùng nghe âm thanh của nó. Đây là mấy cái công tắc để mình chỉnh vi sai nè, rồi mình gài cầu á, điều chỉnh máy lạnh, đồng hồ SWC luôn. Trên này là cái cụm shock pad nè, vô lăng AMG nè các bạn, nó sẽ có những cái phím công tắc điều chỉnh của AMG. Đó, cái này mở điện lên thì nó rất là sáng, có logo AMG trên này luôn. Bên này thì các bạn sẽ chọn chế độ lái. Đó.
Đó, mình chỉ quay sơ lược đơn giản như vậy thôi để cho các bạn và quý khách hàng cùng xem cái màu. Để mình quay sơ lược cái màu lại ha. Bệ bước lên là có chữ AMG rồi các bạn. Ông xã nó sẽ nằm bên này. Thực ra là hai bên luôn, nhưng mà bên kia về đăng ký Việt Nam mình đó, nói chung là cắt mất. Thế là cái bô đó nó sẽ không được sử dụng, mà nó vẫn có nha các bạn, nó sẽ nằm ở dưới gầm đó. Rồi, mình mở cái động cơ cho các bạn xem. Cái động cơ đó, đóng cửa tắt chừng rồi các bạn. Đây, động cơ với chiếc lý One Man One Engine. Có chữ ký của kỹ sư ở đây luôn các bạn, người kỹ sư lắp ráp động cơ này. Động cơ V8 bi turbo. Nhìn rất là chắc chắn ha. Không xứng danh là một dòng xe không có đối thủ. Xe đặc trưng của Mercedes-Benz các bạn. Đóng cái nắp turbo đóng theo kiểu phong cách thể thao rất là cao. Đó, cái tiếng đóng cốp rất đặc trưng, màu rất đẹp không. Thì nếu như các bạn và quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một chiếc G63 màu độc như này ở Việt Nam thì hãy liên hệ ngay với mình nha, và số điện thoại 0918611766. Cảm ơn các bạn và quý khách hàng đã xem video của mình xin phép đóng clip vào đây nha. Hẹn gặp các bạn và quý khách hàng ở những video tiếp theo.